đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh phương miện Miss Grand Việt Nam 2022, thế nào mà fan lại sáo riết muốn chỉnh sửa ngay và luôn. Một trong những vật phẩm đăng quang được chờ đón tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã chính thức lộ diện. Đó là vương miện dành cho Hoa hậu và 4 Á hậu. Trong thời điểm sự kỳ vọng của khán giả dành cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi ngày càng tăng cao, ban tổ chức Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chính thức công bố vật phẩm đăng quang của top 5 chung cuộc bao gồm vương miện cho Hoa hậu và 4 tiara cho Á hậu. Vương miện của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được đính rất nhiều kim cương khi được làm từ vàng 18K, trên đó là 1.522 viên White Zirconia cùng 42 viên Emerald với những kiểu dáng và kích cỡ đa dạng. Tất cả kết hợp và tạo nên một chiếc vương miện vừa tượng trưng cho vẻ đẹp, tài năng, bản lĩnh và tấm lòng nhân ái, vừa toát lên sự trang trọng, đẳng cấp. Nếu xét về tông màu, đây là vương miện bám sát với phiên bản quốc tế và tinh xảo không kém cạnh. Tuy nhiên, một số fan sắc đẹp khó tính cho rằng, giả sử những cái logo của vương miện hạ thấp xuống chút xíu và bố cục chiều cao của vương miện ngắn hơn, nhìn sẽ mượt mà gấp đôi. Mặc dù vẫn biết rằng quan điểm cái đẹp của mọi người là khác nhau, nhưng để cho ra lò thành phẩm cao quý này, ban tổ chức đã phải đo ni đóng giày thật tỉ mỉ để mang đến phiên bản hoàn hảo nhất. Ngược lại với ý kiến trên, có nhận định cho rằng chiều cao của vương miện như bản gốc thể hiện sự quyền lực, tôn quý và thể hiện sự quyết tâm chinh phục những đỉnh mới của chủ nhân. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.